điệu quê hương. Thưa quý vị, thưa các bạn, tiếp tục giới thiệu những ca khúc tham gia cuộc vận động sáng tác Hát lên Việt Nam, Let's Sing Việt Nam do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Trong chuyên mục giai điệu quê hương hôm nay, biên tập viên Bảo Trang sẽ gửi tới quý vị chùm ca khúc của các tác giả trong và ngoài nước ngợi ca đất nước Việt Nam tươi đẹp đang mỗi ngày vươn lên trong gian khó. Hai tiếng Việt Nam cũng là niềm cảm xúc để nhạc sĩ Lê Thống Nhất sáng tác ca khúc Việt Nam ơi tiếng gọi thiêng liêng, với mong muốn cổ vũ tinh thần lạc quan với sức mạnh của niềm tin chiến thắng tới mọi người. Ca khúc Việt Nam ơi tiếng gọi thiêng liêng thì nó ra đời trong khoảng rất là đặc biệt. Tức là vào rạng sáng ngày 24 tháng 6 thì mình cảm thấy khó ngủ và tự dưng thì trong đầu mình nó vang lên cái câu là Việt Nam ơi tiếng gọi thiêng liêng. Đấy, và lập tức là mình lên phòng làm việc và ca từ ra đâu thì âm nhạc nó cứ theo cái nhịp điệu bài thơ Việt Nam ơi tiếng gọi thiêng liêng, tôi phất lên từ trái tim mình trong sắc tờ vàng sao lung linh, trong ánh mắt mang hình ngọn nước, trong âm vang của đoàn quân bước, trong lời ru đã thuộc từ xưa, trong tiếng cười của các em thơ, trong bao lần tôi tầm ước mơ. Việt Nam ơi tiếng gọi thiêng liêng tôi cất lên từ trái tim mình, trong sắc cờ vàng sao lung linh, trong ánh mắt in hình non nước, trong âm vang của đoàn quân bước, trong lời ru đã thuộc từ xưa, trong tiếng cười của các em thơ, trong bao lần tôi thầm ước mơ. Trời xanh Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi, có biết bao người đã hy sinh vì độc lập tự do tươi sáng. Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi yêu sao hai tiếng đồng bào với bao điều dân ca ngọt ngào. Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi, lửa thử vàng vượt những gian nan, trên đường đi tới đỉnh vinh quang. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Lắng nghe từ trái tim mình, từ những miền quê nơi xa xôi cho tới những phương trời xa xứ, nơi biên cương còn bao sông Tô, nơi người thương cháy đỏ chờ mong, nơi mái trường vừa mới xây xong nghe muôn lòng hướng về núi sông. Giữa trời xanh Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi, có biết bao người đã hy sinh vì độc lập tự do tươi sáng. Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi yêu sao hai tiếng đồng bào với bao điều dân ca ngọt ngào. Việt Nam ơi, tổ quốc của tôi.
gian nan, trên đường đi tới đỉnh vinh quang. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi. Các bạn vừa nghe ca khúc Việt Nam ơi, tiếng gọi thiêng liêng của nhạc sĩ Lê Thống Nhất, tác phẩm tham dự cuộc vận động sáng tác ca khúc do Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức. Chương trình phát thanh dành cho đồng bào Việt Nam ở xa Tổ quốc hôm nay đến đây là hết. Nội dung của chương trình được đăng và phát lại trên trang web vov5.vn phần tiếng Việt. Quý thính giả quan tâm có thể nghe lại tại địa chỉ này. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Kim Lan Bảo Trang và kỹ thuật viên Kim Hà thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.